Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán giao lưu và trao đổi điện thoại nha mọi người. Địa chỉ là số 6 xẹt 9 đường số 44, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha. Anh em nào muốn mua bán hay giao lưu trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp đến bên mình. Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400, số thứ hai là 06 con số 8748 nha. Hai số này thì mình đều xài Zalo nha mọi người. Anh em có thể kết bạn nhắn tin bên Zalo cũng được nha. Trang fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile nha. Cái trang fanpage thì mình có để dưới đường link dưới phần mô tả của video nha mọi người. Hiện tại thì có những cái trang fanpage giả mạo để lừa cọc nha. Anh em nào muốn mua hàng bên mình thì vui lòng kích vào đường link ở dưới phần mô tả video cho nó an toàn nha mọi người. Trang fanpage của bên mình để dưới phần mô tả của video nha. Địa chỉ cụ thể, số điện thoại, thời gian làm việc của bên mình cũng để cụ thể dưới phần mô tả của video luôn. Bên mình thì bán hàng sẽ bảo hành cho mọi người là 3 tháng một đổi một nha. Tùy theo máy, có những máy mình bảo hành ít hơn thì mình sẽ báo rõ trên video nha. Còn hầu như những cái máy mà mình không có báo gì là mình bảo hành 3 tháng một đổi một. Bên mình bán hàng thì lúc nào cũng tặng cho anh em đầy đủ phụ kiện, cáp sạc và tai nghe. Đầu tiên mình giới thiệu cái Galaxy Buds. Con này bên mình bán với giá là 1 triệu 2 nha. Tai nghe nha mọi người, Buds. Cái này mới đang 2 triệu nha. Cái này là cái Galaxy Watch nha mọi người. Galaxy Watch 3 size 45, máy này còn đẹp 99, 3 triệu 7 nha mọi người. Tecno Pova 2, RAM 6 mà nhớ trong 128, con này thì pin rất là khỏe, pin tới 7.000, màn hình khá là to luôn nha. Màn hình con này chỉ có cỡ tầm 6.8, 6.9 inch gì đấy, màn hình rất là to, pin rất là khỏe luôn. 3 triệu 9 nha, Pova 2, 3 triệu 9. RAM 6 bộ nhớ trong 128GB, hàng chính hãng, bảo hành dài. Oppo Watch nha. Oppo Watch này thì size 41, đẹp 99 luôn. Nhìn rất là đẹp nha. Oppo Watch này 2.350.000. Realme GT Neo RAM 8GB, GT Neo 5G nha. Con này thì chạy con chip Dimensity 1200. Máy thì còn đẹp keng 99 luôn, đầy đủ phụ kiện zin. RAM 8GB nha. Đây, màu đen, máy đẹp keng nha mọi người. RAM 8GB. GT Neo chip Dimensity 1200 nha. Con này thì bên mình bán với giá là 6 triệu 2. Realme GT Neo RAM 8GB 6 triệu 2 nha. Oppo Reno 6Z 5G, máy này là máy mới nha, chỉ có khui ra kiểm tra thôi. Bên mình bán cái này với giá là 7.850.000. Cây này là cây Galaxy Z Flip màu gold, bảo hành tới tháng 6 2022, máy đẹp keng 99 nha. Màu gold rất là đẹp. Z Flip này giá bên mình bán là 11.850.000. Vivo S1 Pro nha. S1 Pro này thì nó trầy nhẹ đây. Con này thì RAM 8GB, chip 665, màn hình AMOLED nha mọi người, S1 Pro. Giá bên mình bán cây này là 3 triệu 1 nha. S1 Pro 3 triệu 1. Vivo Y72 5G, máy đẹp keng 99. Cái này bên mình bán với giá là 4.950.000. Google Pixel 4XL nha. Máy thì có cắn nhẹ. Con này thì đẹp tầm 98 thôi, đã lên Android 12 rồi, siêu mượt luôn. Cực kỳ mượt nha mọi người. RAM 6GB Google Pixel 4XL. Con này bên mình bán với giá là 6 triệu 1. Con này là con Vivo Y20S nha. Y20S thì nó trầy nhẹ, con này RAM được 6GB nha mọi người. Nó trầy đây. Do xài ốp nên nó hơi trầy nha. Cây này thì bên mình bán với giá là 3 triệu. Y20S RAM 6 và nhớ trong 128GB. Xiaomi Redmi Note 8 RAM 4 bộ nhớ trong là 128 nha.
khoảng 128 GB. Chip 665, máy thì trầy nhẹ tầm 97% nha. Cây này bên mình bán với giá là 2.750.000. Oppo. Oppo A92 nha mọi người. A92 thì RAM 8 GB, màn hình con này thì tầm cỡ 6.5, 6.6 hay gì đấy. RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128, chip 665 nha. Máy trầy nhẹ nha, tầm 98 thôi. A92 này A92. Bên mình bán cái này với giá là 3.650.000, 3.650. Reno 4. Cái này thì hơi xấu xíu nha. Cái này bên mình bán với giá là 3.900. Vivo. Con này là Vi12S nha, RAM 3 bộ nhớ trong 32, trầy nhẹ 2.400. Xiaomi Mi 10T Pro 5G. RAM 8 bộ nhớ trong 128, chip 665, giá là 7.400.000 nha. Xiaomi Mi 11. Con này thì chạy con chip Snapdragon là 888, RAM là 8 GB, Mi 11 màn hình công. Giá là 11 triệu nha. Nokia 7.2, nước lân 2 triệu. Cây này là cây Oppo Phoenix 2 Lite nha mọi người, RAM 8 GB, chip 765, máy thì còn đẹp keng. 5.200.000. Reno 5 trầy nhẹ nha. Con này bên mình bán với giá là 5.100.000, Reno 5. Cây này là Reno 5 5G, 5G thì nó chạy con chip Snapdragon là 765. Con này bên mình bán với giá là 7.100.000. Reno 5 5G. S20 FE nha mọi người. Màu xanh. Máy đẹp 97% nha. Hàng chính hãng. 8.200.000. Cây này là cây S10 Lite. Máy đẹp 98, 6 triệu. Cây này là cây Note 10 5G nha. Máy đẹp keng, 7 triệu nha. Note 9, RAM 6 bộ nhớ trong 128, 5.500.000. Máy thì còn rất là đẹp luôn. Galaxy Note 9, hàng sách tay quốc tế 2 SIM nha. S10 Docomo Nhật. Máy đẹp keng 99, 5.150.000 S10. Vivo Y21S. Con này camera tới 50 chấm lần nha, hàng chính hãng. Con này thì mới bán ra thôi. RAM 4, bộ nhớ trong 128, máy đẹp keng. Con này bên mình bán với giá là 4.200.000. Oppo A53 trầy nhẹ 3 triệu. Reno 2F 3.900.000 nha. 2F 3.900.000 trầy nhẹ nha, máy 98 nguyên zin. Oppo Reno 3 máy đẹp keng 3850, máy trầy nhẹ 3750 nha. Reno 3 Galaxy Tab E 2 triệu. Galaxy Tab E nha, con này có dán cường lực, nứt cái cường lực nha mọi người. Galaxy Tab E. Xiaomi Redmi K40 Pro RAM 8 GB. K40 Pro RAM 8 GB nha, bản RAM 8 GB, máy đẹp keng 99. Con này thì chưa có tiếng Việt nha, sách tay chưa có tiếng Việt. 8.400.000 RAM 8 GB nha. K40 Gaming. Xiaomi
Redmi Note 9 Pro nha. Note 9 Pro này thì nứt cái lưng. Note 9 Pro 5G. Camera nó tới 108 chấm nha mọi người, nứt nhẹ cái lưng. Cây này bên mình bán với giá là 4 triệu nha. K40 Genmin nha mọi người, đã up tiếng Việt rồi. Con này thì màn hình là màn hình AMOLED. Máy đẹp Ken 99 nha. Con này thì đã chạy qua ROM là Poco rồi nha. K40 Genmin. RAM tới 12GB nha mọi người. Cây này bên mình bán với giá là 7 triệu 6. K40 Genmin 7 triệu 6 nha. Galaxy Note 10 cộng, sách tay Hàn Quốc nha mọi người. Máy đẹp Ken 99, mình có 3 màu. Đen, trắng và bạc nha. Giá là 8 triệu rưỡi, máy đẹp 99. Note 10 cộng. Mình có một cây hàng chính hãng nha mọi người, hàng chính hãng. Máy đẹp Ken, con này thì bản RAM tới 12GB. Bản RAM 5 bản bộ nhớ 512 nha. Cây này thì bên mình bán với giá là 9 triệu rưỡi. Note 10 cộng. Sony Xperia 10 Mark 2 4 triệu 2. Vivo V20 SE nha, đẹp 99. V20 SE 4 triệu nha. Oppo Reno 6Z 5G. Con này bên mình bán với giá là 7 triệu. Realme 8 Pro nha. 5 triệu 750 nghìn, chạy nhẹ mặt lưng, Realme 8 Pro. Vivo Y30 RAM 4 và nhớ trong 128, pin 5000, màn hình 6.5, 3 triệu. iPhone 11 Pro Max, máy đẹp Ken 99 nha. Pin con này thì còn tới 92%, máy rất là đẹp luôn. Đẹp lắm nha mọi người. Nguyên zin 16 triệu rưỡi. Còn mình có cây này thì pin 93, chạy nhẹ nha. Chạy nhẹ thôi, con này tầm 97 nha. 15 triệu 7. Xiaomi Mi 11 Lite 5G 7 triệu nha, màu đen đẹp Ken. iPhone 11 lock nha. Lock. Đã fit lên thành quốc tế rồi, máy đẹp 98 nha. 9 triệu 3. 9 triệu 3 thôi. Galaxy S9 hơi trầy 2850. Sách tay Mỹ nha. 2 triệu 850 nghìn. S10 5G đẹp Ken. S10 5G nha. 5 triệu 850 nghìn, máy đẹp Ken 99 nha. S10 5G 5850. Hôm nay mình có hai màu bạc và đen S10 5G nha. Rồi, hôm nay thì cũng có một số ít vậy thôi. Anh em là có nhu cầu muốn mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại cứ liên hệ trực tiếp bên mình nha mọi người. Anh em có thể nhắn tin bên Zalo hoặc là trang fanpage nha. Trang fanpage thì anh em vui lòng kích vào đường link mô tả dưới phần video để tránh bị lừa đảo nha mọi người. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình. Cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ shop mình nha mọi người.